Lonely Water, tôi có thể nói gì? Trong nhiều tuần, tôi đã ở trên chiếc bè thô sơ mà tôi tìm thấy trên bờ. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Cuộc sống thành thị. Môi trường có nhịp độ nhanh. Giao thông. Hóa đơn. Các khoản nợ. Các nghĩa vụ. Trách nhiệm. Sự tàn phá của thiên nhiên. Sao tôi có thể không nghĩ về bản thân mình? Làm thế nào về những gì tôi muốn? được rồi thành thật mà nói mục tiêu của tôi là thoát khỏi các chủ nợ của mình tôi đã mắc một khoản nợ lớn tôi tự trách mình tất cả bắt đầu do một người bạn gọi là tôi nghĩ có sự quan tâm tốt nhất đối với tôi anh ta không làm anh ta kiếm tiền trên lưng tôi tôi đã dại dột khi liên quan đến tiền bạc đừng bao giờ tin tưởng ai khác ngoài chính mình khi tôi đến được bờ biển này mục tiêu của tôi không phải là dấn thân vào cuộc hành trình trên một chiếc bè mục nát. Tôi đến đây để kết thúc cuộc đời mình, những thứ duy nhất tôi mang theo là quần áo trên lưng, di động và ví. Bây giờ, tôi đang ở tuần thứ ba trên chiếc bè này ở giữa hư không. Tôi đã giảm được 20 cân. Điều duy nhất tôi thấy là nước xung quanh tôi. Ít nhất, không có kẻ săn mồi nào cho đến nay. Tôi đã uống nước của đại dương tôi đã hy vọng mình sẽ chết ngay bây giờ nhưng tôi đang để chiếc bè này đưa tôi đến điểm đến mới đó là nếu có một hoặc nó có thể là quan tài của tôi một quan tài mở số lẻ tôi dường như đang trôi với tốc độ cao hơn nhưng tôi cảm thấy không có sóng không có gió rất kỳ lạ có vẻ như dòng nước đang đưa tôi đến một nơi nào đó dự định của tôi cuộc sống mới của tôi có lẽ tôi đang kiệt sức nên đang nhìn thấy một ảo ảnh nó có vẻ giống như một mảnh đất nhưng tôi cũng cảm thấy tôi đang ở cách xa nhiều hải lý cái bè tồi tệ này trông có vẻ như nó sẽ tháo rời bất cứ lúc nào nhưng vì một số lý do nó vẫn thống nhất và nổi tôi đang nghe thấy tiếng nói đó là do đói tôi dường như đã nghe nói rằng nó đang hướng dẫn tôi đến một cuộc sống mới thoát khỏi những định kiến và tai ương của xã hội ta là nữ thần của thủy giới tôi nhớ bạn từ nhiều năm trước như một đứa trẻ. Bạn và bạn bè của bạn đang làm sạch các bãi biển. Điều đó cũng đang giúp tôi. Bạn giúp đỡ đại dương, hệ sinh thái, các sinh vật dưới nước. Tôi nghĩ rằng tôi đang đánh mất nó, bạn không mất nó. Tôi thấy bạn đã giúp nhiều bãi biển. Bạn đã dọn dẹp và loại bỏ rất nhiều rác từ nhiều bờ biển trên khắp đất nước. Bạn đã tình nguyện. Tôi biết bạn không làm điều đó vì tiền tôi đã nghe thấy nữ thần bây giờ rõ ràng và âm thanh tôi không cao tôi tin rằng tất cả chúng ta đều được đưa vào thế giới này để làm một hoặc một vài điều tốt việc tốt nơi chúng ta xuất sắc có lẽ bạn nên làm việc như một nhà môi trường học một nhà sinh vật học biển hoặc là một doanh nhân và bắt đầu làm sạch đại dương bạn đã không hoàn thành kỹ thuật tôi chắc rằng bạn có ý tưởng để làm sạch hành tinh này khỏi tất cả chất thải do con người tạo ra đang chất thành đống trong vùng biển của chúng ta tôi đã nghĩ gì trong suốt những năm qua cô ấy đúng tôi đã lãng phí thời gian với sai người sai ước mơ sai dự án tôi có bằng cấp trong lĩnh vực mà tôi có thể giúp đỡ các đại dương hồ sông và biển trên hành tinh này nó không bao giờ là quá muộn tất cả chúng ta đều lớn lên với hầu hết chúng ta cố gắng theo đuổi ước mơ của cha mẹ chúng ta hoặc cố gắng làm hài lòng họ tôi ngày càng nhận ra rằng có tôi đã sống cuộc đời này cho ai cố gắng làm bố mẹ vui lòng tôi đã tốt nghiệp kỹ sư và tôi đang làm việc cả ngày trong một văn phòng giữa bốn bức tường tôi là một kỹ sư và tôi có thể làm những điều tốt hơn trên thế giới này làm việc ngoài trời giúp đỡ bản chất giúp cho môi trường khi tôi cảm thấy tốt hơn ngay cả khi bụng đói và cảm thấy lạc quan hơn về giai đoạn tiếp theo của cuộc đời mình tôi sẽ thả bạn ra khỏi một hòn đảo bạn sẽ đơn độc dành thời gian để tập hợp lại năng lượng và suy nghĩ của bạn ở lại bao lâu tùy thích hòn đảo này sẽ cung cấp cho bạn nơi ở thức ăn nhưng không có quần áo điều đó tôi không thể giúp bạn sẽ đơn độc thời tiết sẽ ấm áp bạn có thể khỏa thân một bãi biển khỏa thân chỉ có một khách hàng vui mừng ô oh hát boy đúng cô ấy đúng đây là lúc để nghỉ ngơi thiết lập lại và lập kế hoạch nữ thần nước đã đẩy chiếc bè của tôi lên hòn đảo này thành thật mà nói tôi không biết mình đang ở đâu và điều đó không quan trọng mục đích là sử dụng thời gian nghỉ này để suy ngẫm bình yên và có mục tiêu ước mơ dự án trong cuộc sống những ngày đầu tiên trên hòn đảo này không hề dễ dàng thật kỳ lạ khi sống không có quy tắc, không có xã hội, không có tranh giới, sau vài tuần, tôi đã có thể quen với nước dừa, chuối và nữ thần nước đang cho tôi cá tươi. Cua, tôm hùm và tôm. Tôi đã nhận được protein của mình. Để ăn một mình vào ban đêm, gần như khỏa thân, trên bãi biển trong khi nói chuyện với thiên nhiên. Nó không có thật, hòn đảo này, rất sạch. Sạch sẽ theo nghĩa là chưa có con người nào đặt chân đến đây. Không có gì bị thay đổi bởi một người đàn ông cho đến khi tôi đến đây. Không có sự can thiệp của tôi hoặc bất kỳ ai khác. Tôi đã sẵn sàng để trở về nhà. Tôi đã ở đây 6 tuần. Đó không phải là một kỳ nghỉ bình thường. Đây là một sự thức tỉnh tinh thần đối với tôi. Nó sẽ không dễ dàng. Tôi có những khoản nợ để giải quyết nhưng tôi nghĩ trong đầu tôi đã có một nguyên mẫu về việc làm sạch đại dương khỏi những thứ rác rưởi mà chúng tôi đã ném vào đó. Nữ thần nước đã sẵn sàng đưa tôi trở về nhà và đối đầu với thách thức của tôi. Lonely waters, what can I say? For weeks I have been on this rudimentary raft that I found on the shore. I could not take this anymore. The urban life. The fast-paced environment. The traffic. The bills. The debts. The obligations. The responsibilities the destruction of nature. How come can I not think about myself? How about what I want, okay, to be honest, my goal was to escape my creditors. I got into a huge debt. I blame myself. It all started due to a so-called friend that I thought had the best interest for me. He did not. He made money on my back. I was foolish. When it comes to money, never ever trust anyone other than yourself. When I got to this shore, my goal was not to embark into this journey on a rotten raft. I came here to end my life, the only things I have brought with me are the clothes on my back, my cell, and my wallet. Now, I am on my third week on this raft in the middle of nowhere. I lost 20 pounds. The only thing I see is water around me. At least, no predators so far. I have been drinking the water of the ocean. I was hoping I would die by now, but I am letting this raft take me to my new destination. That is if there is one or it might be my casket. An open casket, odd. I seem to be drifting at a higher velocity, but I feel no waves, no winds, very odd, it seems like the water is taking me somewhere. My destination? My new life? Maybe I am so exhausted that I am seeing an illusion? It seems like a piece of land, but... It feels also I am many nautical miles away. This shitty raft looks like it will disassemble any time but for some reason it is staying united and afloat. I am hearing voices. It is due to hunger? I seem to have heard that it is guiding me to a new life away from societal prejudices and woes, I am the goddess of the water world. I remember you. From many years ago. As a kid. You and your friends were cleaning the beaches. That is helping me also. You help the ocean, the ecosystem, the aquatic creatures, I think I am losing it. You are not losing it. I saw you helping many beaches. You cleaned up and removed so much trash from many shores around the country. You were volunteering. I know you did not do it for the money, I heard the goddess now. Clear and sound. I am not high. I believe that we are all brought into this world to do one or a few good things, good deeds, where we excel at. Perhaps, you should be working as an environmentalist, a marine biologist or be an entrepreneur and start cleaning the ocean. Did you not complete engineering? I am sure you have ideas to clean this planet from all the man-produced waste that is piling up in our waters, what was I thinking during all these years? She is right. I have been wasting time with the wrong people, wrong dreams, wrong projects. I have a degree in a field where I can help the oceans, lakes, rivers, and seas of this planet, it is never too late. We all grow up, with most of us, trying to pursue the dreams of our parents. Or, trying to please them. I am realizing more and more, that yes, for who was I living this life? Trying to make my parents happy? I did a degree in engineering and I am working all day in an office between four walls. I am an engineer and I can do better things in this world. Work outdoors. Help the nature. Help the environment, as I am feeling better, even with an empty stomach and feeling more optimistic about my next phase of my life, I am going to drop you off an island. You will be alone. Take the time to regroup your energy and thoughts. Stay as long as you want. This island will provide you shelter, food, but no clothes. That I can't help. You will be alone, the weather will be warm. You can stay nude. A nude beach with one client only. Happy, oh boy. Yes. She is right. This is time to rest, reset, and plan, the water goddess pushed my raft onto this island. Honestly, I have no clue where I am and it does not matter. The goal is to use this time off to reflect, be at peace and have a goal, a dream, a project in life. The first few days on this island were not easy. It felt weird to live without rules, without a society, without boundaries. After a few weeks, I was able to get used to the coconut water, bananas and the water goddess was offering me fresh fishes, crabs, lobsters, and shrimps. I was getting my proteins. To eat alone at night almost naked, on the beach while talking to nature. It was unreal, this island is so clean. Clean in the sense that no human beings have put foot here. Nothing was altered by a man till I came here. There is no intervention required by me or anyone else, I am ready to return home. I spent six weeks here. It was not an ordinary vacation. This was a spiritual awakening for me. It won't be easy. I got debts to clear, but I think I have a prototype in my mind about cleaning the oceans from the trash items we have been throwing in it. The water goddess is ready to bring me back home and to confront my challenge.